Hi, xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng John. Thế thì một vài cái clip vừa rồi của tôi về cái vụ Hồ Duy Hải bị mọi người phản bác nghe kinh ngạc. Đó là khi mà tôi cứ động vào cái nó gọi là chứng minh Hồ Duy Hải bị oan là không thể. Thì mọi người phản bác ghê lắm. Đó. Thì cái lý do thì là mọi người phản bác ấy, là bởi vì mọi người thứ nhất là mọi người cũng mất niềm tin về cái hệ thống tư pháp Việt Nam rồi. Cái đấy thì tôi cũng khẳng định rồi. Những cái ông như là ông Trương Hòa Bình hay là như ông Nguyễn Hòa Bình thì những cái ông đấy nó gọi là phá nát cả tư pháp Việt Nam. Và từ đấy là mọi người mất niềm tin hoàn toàn với cái hệ thống tư pháp đấy. Thế nhưng mất niềm tin là một cái chuyện. Còn chúng ta ở trong một cái trường hợp cụ thể thì chúng ta phải hành xử nó theo một cách logic và lý tính. Bây giờ các bác gọi là hỏi bất kỳ một ai đó, một ai quan tâm nhé. Đấy. Thứ nhất á, rằng là ví dụ như ông Lê Minh Trí, ông ấy có khẳng định là Hồ Duy Hải bị oan hay không? Đó. Thì tôi đảm bảo rằng là câu trả lời của ông Lê Minh Trí chắc chắn rằng là ông ấy sẽ bảo rằng là Hồ Duy Hải không biết có bị oan hay không oan. Đó. Nhưng ông ấy sẽ nhấn mạnh vào cái việc mà cái lỗ hổng và những cái việc mà hệ thống tư pháp nó bị chà đạp đấy, nghĩa là cái trình tự điều tra và một loạt các thứ đấy là bị sử dụng sai sai đấy. Thứ hai, các bác hỏi ông Trương Trọng Nghĩa đấy, một loạt các luật sư mà kể cả luật sư Bùi Ngọc Hòa là người nó nguyên là phó chánh án, thì các bác đấy cũng không thể khẳng định được rằng là Hồ Duy Hải bị oan. Đấy là điều chắc chắn. Về đến cái việc mà bà Lê Thị Nga, Ủy ban Tư pháp Quốc hội, thì bà ấy cũng chưa bao giờ bà ấy bảo là Hồ Duy Hải bị oan. Đúng không ạ? Bà ấy là người mà đưa cái việc này mà đưa lên tới tận Quốc hội, đưa lên tới gọi là viện là thậm chí là ban bí thư, và là người nói rất rất là mạnh mẽ. Nghĩa là người chiến đấu rất là mạnh mẽ bằng cái lời lẽ của một cái người phụ nữ mềm dẻo. Tuy nhiên cái sức chiến đấu của bà rất là mạnh mẽ và bà đang là chủ tịch Ủy ban Tư pháp Quốc hội. Và đợt tới bà sẽ chiến đấu mạnh mẽ ở trong cái ủy viên thường vụ Quốc hội nữa. Tuy nhiên bà chưa bao giờ bà ấy nói rằng Hồ Duy Hải bị oan. Đó. Đó là lý do tại sao mà tôi nói rằng là tất cả những người mà kêu rằng Hồ Duy Hải bị oan là những người đang hại chính Hồ Duy Hải. Tôi giả sử rằng là nếu Hồ Duy Hải có bị oan thật đi chăng nữa thì cái việc đó cũng chính là việc gây hại cho Hồ Duy Hải. Đấy. Các bác kêu gọi rằng là chứng minh Hồ Duy Hải bị oan ấy, thì các bác ấy gồm có mấy cái trường hợp như sau. Đấy. Nghĩa là các bác ấy thường thường là lấy mấy lý do như sau. Một là lời khai của Hồ Duy Hải không đáng tin. Đấy. Nghĩa là Hồ Duy Hải trong cái thời gian bị tạm giam, tạm giữ rồi là khai nhận rằng là mình phạm tội, mà nó chính cái lời khai đó của Hồ Duy Hải chính là cái căn cứ để mà cơ quan điều tra cộng với cả là 17 vị thẩm phán là tuyên rằng là Hồ Duy Hải có tội ấy, thì cái lời khai đó không đáng tin. Đó. Thì bởi vì rằng là theo lý luận của mọi người thì rằng là Hồ Duy Hải sẽ có thể bị ép cung, có thể bị nhục hình, có thể là bị nọ kia. Thì thứ nhất nhá, chúng ta không nói về thì quá khứ, đúng không ạ? Mà chúng ta nói về cái thì hiện tại. Đó. Tại sao tôi lại nói về thì hiện tại là bởi vì như thế này này, có thể là cái lúc quá khứ Hồ Duy Hải bị ép cung nhục hình thật, cái đấy tôi chưa điều tra lại, tôi chưa biết, đúng không ạ? Có thể bị ép cung mà tôi cứ giả định đi, ép cung nhục hình thật và phải khai cái đấy theo lời của điều tra viên. Thế nhưng hiện giờ khi mà báo chí đã vào cuộc, khi mà cộng đồng đã vào cuộc, khi mà Ủy ban Tư pháp đã vào cuộc, các bác có hiểu không ạ? Khi mà Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng vào cuộc, thì cái việc đó, đúng không ạ? Thì cái việc đó nó ảnh hưởng thế nào? Thế tại sao đến thời điểm mà bây giờ mà cái lý lẽ với cả là những cái ủng hộ của cộng đồng, ủng hộ của Viện Kiểm sát, ủng hộ của Quốc hội và tất cả mọi người như thế, thì Hồ Duy Hải lại không khai lại? Các bác cứ thử 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 nghĩ một cái logic, suy nghĩ thế xem sao. Đến thời điểm này Hồ Duy Hải vẫn chưa khai lại.
cũng chưa mô tả thật kỹ rằng là ngày hôm đó như thế nào, ngày trước hôm đó như thế nào, ngày sau hôm đó như thế nào. Đó, có đúng không ạ? Các bác có thấy buồn cười không? Nếu giả sử là tôi là cái ông Hồ Duy Hải đi đấy, và đến thời điểm ngày trước là tôi sợ quá, tôi bị đánh rồi, tôi bị ép cung, tôi bị nhục hình hay bấm cung hoặc là tôi dốt quá đi chăng nữa đấy, đến mức mà tôi khai nhận tội ra và mọi người là cơ quan điều tra là bám vào đấy để mà kết tội tôi. Nhưng đến thời điểm này mà sau một quãng thời gian gọi là được luật sư, rồi là được báo chí, rồi là được quốc hội, rồi là được mọi người ủng hộ tôi ghê lắm đấy, thì tôi đương nhiên là tôi sẽ chứng minh với mọi người rằng là tôi vô tội, bằng cách rằng tôi sẽ khai nhận đầy đủ những cái thứ mà tôi làm, rằng là hôm đấy là ví dụ tôi đi về nhà hẳn đấy, rằng là tôi không có vứt nhận sim, rằng là cái anh điều tra viên này là cái anh đã ép tôi, anh điều tra viên kia là anh đã đánh tôi, cái khoảng thời gian đó tôi bị đánh như thế nào đấy, tôi bị ép như thế nào đấy, cách tôi bị mớm cung ra làm sao, tôi sẽ nói hết. Vì thời điểm này tôi đâu có sợ gì nữa đâu, đúng không ạ? Và tôi càng nói như thế tôi càng được lợi, là bởi vì Ủy ban Tư pháp, rồi là bên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, rồi là ủng hộ của dư luận, ủng hộ của những anh báo chí như anh Hữu Danh hay là như anh Thắng Sói đấy, những cái anh đấy là những cái anh ủng hộ tôi vô cùng luôn. Thế thì tôi cứ phải nói ra hết để mà mọi người càng phải biết rõ rằng là tôi vô tội thật sự. Các bác có thấy vô lý không? Khi vào đến thời điểm này cái sự ủng hộ nó vô cùng mạnh mẽ, thì cái anh Hồ Duy Hải anh ấy vẫn nhất quyết im lặng. Tôi đang nói về thời hiện tại nhé, tôi không nói về thời quá khứ. Các bác phải hiểu cái logic tâm lý nó như thế. Quá khứ thì có thể rằng mình bị khai thật, tôi giả định luôn là, và tôi đồng ý với mọi người giả định là anh Hồ Duy Hải anh bị ép cung, bị bấm cung, bị nhục hình. Nhưng tại sao đến thời kỳ hiện tại ngay cả anh điều tra viên kia cũng đã chết rồi mà mình vẫn không khai lại cái điều đó? Đấy, chỉ nhắc đi nhắc lại rằng là một số cái bảo là tôi vô tội đấy, tôi không nhận tội, nhưng lại không mô tả bất kỳ một cái lý do nào đấy, cũng không bảo rằng là cơ quan kia là đánh tôi, ép cung tôi, nhục hình tôi. Cái này là cộng đồng mạng tự nói, tôi nhắc lại, cái ép cung, bấm cung, nhục hình là bên cộng đồng mạng tự nói, dựa vào những cái vụ án như là ông Trấn, ông Nén đấy, 7 thanh niên Sóc Trăng, và những cái vụ của ông Hàn Đức Long là những cái vụ rất nổi tiếng. Nhưng ví dụ như là đơn giản như ông Trấn hay ông Nén, khi ông ấy ra tòa thậm chí ông còn cởi áo luôn cho mọi người rằng là chứng minh rằng là tôi bị oan, tôi bị cơ quan điều tra là đánh tôi và ép cung tôi, chụp hình tôi đấy. Lúc mà chưa có cái sự ủng hộ của cộng đồng mạng như thế này, những cái bản năng sống của những cái người như thế họ đã làm như vậy. Còn bây giờ khi có sự ủng hộ tuyệt đối, gần như là tuyệt đối, tôi cố gắng này, của cộng đồng mạng, của tất cả mọi người, thì Hồ Duy Hải vẫn không gọi là mô tả hay là khai kỹ lại hay là miêu tả cái sự việc thực sự nó xảy ra như thế nào. Các bác thấy không ạ? Kể cả những anh như là Trương Châu, Hữu Danh, anh Thắng Sói hay là luật sư Trần Hồng Phong, khi nhắc tới cái điều này đều tảng lờ đi hết. Đấy. Các anh ấy tung ra rất nhiều bằng chứng, tung ra rất nhiều những cái thứ gọi là bút lục để mà dẫn dắt cái điều hướng dư luận. Nhưng khi hỏi đến câu này cái là các anh đấy là dừng hết, không bao giờ trả lời đấy. Không bao giờ trả lời cái việc này. Mặc dù các anh là người có tiếp xúc với Hồ Duy Hải, thậm chí như anh Trương Châu, Hữu Danh, các anh bảo rằng là Hồ Duy Hải bị oan mà anh đã tham gia cái vụ án này tận 12 năm rồi, 12 năm nhá. Thế nhưng mà khi bảo rằng tại sao Hồ Duy Hải đến thời điểm này, tôi không nói thời điểm trước, đến thời điểm này khi có sự ủng hộ rồi lại không đưa ra được một cái miêu tả về sự việc thực sự nó như thế nào. Có đúng không ạ? Thì tôi cho rằng các anh ấy vì bản thân các anh ấy thôi đấy. Các anh ấy cần phải nâng cao cái gọi là, và tôi gọi là cái sức mạnh truyền thông, communication power của anh ấy lên đấy, để mà dẫn dắt cái dư luận, để mà nhiều thế. Nhưng anh dẫn dắt là những người dư luận ở bên dưới thôi, ở bên cái gọi là mức độ cộng đồng thôi.
Chứ còn với những người làm truyền thông như bọn tôi làm được 20 năm, 25 năm rồi thì chúng tôi thừa hiểu cái sự thiếu logic ở chỗ nào. Và ví dụ như cái người ví dụ như là Hồ Duy Hải, thực tế nhé, nó chỉ là một cái con bài của những anh ấy thôi, là một cái gọi là, tất nhiên là Hồ Duy Hải vẫn được lợi nhờ anh đấy, nhưng với thời điểm hiện tại khi mà các anh đạt được cái mục tiêu truyền thông, nghĩa là đạt được cái sự chú ý của dư luận rồi, thì cái việc rằng là Hồ Duy Hải sau này có bị thế nào thì các anh ấy chưa chắc đã quan tâm một cách đủ mức. Thế là điều tôi phải nói như thế. Và những cái người ví dụ như là như tôi, như anh Lê Minh Trí, hay là như bà Lê Thị Nga, anh Trương Trọng Nghĩa, đại biểu Quốc hội, là đều hiểu những cái điều như thế, chứ không phải không hiểu đâu nha các bác. Đấy. Thế cho nên ấy, bước 1 thì bọn tôi vẫn cứ gọi là những người thực sự chiến đấu cho Hồ Duy Hải là những người mà sẽ đi vào cái hướng nó gọi là không đủ cái căn cứ để kết tội Hồ Duy Hải. Chứ bọn tôi không bao giờ nói rằng Hồ Duy Hải bị oan. Bọn tôi nói là không đủ căn cứ để kết tội Hồ Duy Hải. Từ cái việc đó phải thả Hồ Duy Hải ra. Đấy. Sửa lại bộ luật tố tụng hình sự. Sửa lại những cái điều mà trình tự cơ quan điều tra. Đấy. Sửa lại cái việc mà sau này không được là vừa bắt giam rồi vừa thẩm vấn nữa. Đấy. Có đúng không ạ? Đúng. Thông luật với cả dân luật nó khác. Dân luật người ta là sẽ thông qua cái việc tranh tụng, còn còn thông luật của mình là cứ gọi là phải thông qua thẩm vấn thì bắt đầu là mới mới điều tra được, đúng không ạ? Thế thì phải có những cái thứ nó như thế thì chúng ta mới cải cách những cái tư pháp của mình, để mà không có những Hồ Duy Hải thứ hai, không có 1 triệu Hồ Duy Hải tiếp theo nữa. Đấy là cái mà chúng ta phải nên nhớ thật kỹ và kiên định để chiến đấu. Nhưng chúng ta cũng đừng có bác bỏ những cái lập luận của người khác bằng cái thứ tình cảm gọi là bị dẫn dắt của mình. Đấy. Khi chúng ta cứ thích có một cái trường hợp nó phải bị oan cơ, đấy, nó mới hấp dẫn, thì tự dưng là chúng ta tự gắn ghép cái người đó sẽ bị oan. Nhưng thứ nhất là bản thân những người đấy cũng không bảo rằng mình bị oan, đúng không ạ? Mặc dù là họ bây giờ họ thoải mái, họ bảo họ có thể nói nhé, bây giờ là gần như là quyền lực tuyệt đối là họ có thể nói. Đấy, không ai tránh được họ nói đâu. Bây giờ một cái câu của Hồ Duy Hải thôi nói ra cho một người bình thường là khéo ngày mai lên mạng ngay. Đấy. Bây giờ có ai gọi là có quyền lực tuyệt đối để mà giam giữ Hồ Duy Hải hay là không có gì nữa đâu. Tôi đảm bảo đấy. Với cái sự vào cuộc của tất cả mọi người soi vào cái bộ Hồ Duy Hải đấy thì không một ai là dám làm. Và tôi gọi là dám làm hơi láo một tí là không dám nữa. Thế thì bây giờ đến ngay cả chính anh đấy cũng không bảo rằng anh bị oan. Những người mà chiến đấu cho ông đấy, cho Hồ Duy Hải đấy, ví dụ như là anh Lê Minh Trí, hay là anh Trương Trọng Nghĩa, hay là bà Lê Thị Nga, tôi đố tìm được một cái lời nào của bà Lê Thị Nga bảo rằng Hồ Duy Hải bị oan ấy. Tôi đố mọi người luôn, mọi người trích dẫn được cái biên bản nào nói rằng Hồ Duy Hải bị oan, phải là kêu khẳng định nhé, chứ không phải là câu gọi là có thể bị oan. Có thể bị oan có nghĩa rằng người ta chỉ nói rằng cái việc không đủ căn cứ pháp luật, thì tôi không biết rằng người này bị oan hay không oan, cho nên tôi là nói là có thể bị oan thôi. Đấy là 2 câu đấy hoàn toàn khác nhau. Để các bác có hiểu cái điều đó thì các bác mới thấy rằng là cái việc mà dùng từ ngữ ở trong những cái văn bản quy phạm pháp luật ấy, là những cái văn bản mà nó phải thật sự rằng là nó chuẩn chỉnh. Đấy, cho những báo cáo nó phải thật sự nó chuẩn chỉnh, nó không được mù mờ. Đấy. Và cái logic nó hợp ra nó phải chặt chẽ. Mọi người cứ nói rằng cái logic của cơ quan điều tra đưa ra là không chặt chẽ. Thế nhưng mà khi mà những người như chúng tôi mà vặn lại cái logic của những người mà kêu rằng Hồ Duy Hải vô tội là không chặt chẽ thì mọi người lại nhảy dựng lên. Thế như thế nó gọi là tiêu chuẩn kép. Mình nghĩ thì đúng nhưng mình sẽ phản bác mọi ý kiến của người khác mà không lắng nghe. Thì đấy là cái thứ. Còn bọn tôi là sẽ lắng nghe tại mọi cái phương án khả dĩ để mà có thể làm. Và khi phát hiện ra cái mâu thuẫn logic trong đấy thì bọn tôi vẫn phải chấp nhận. Đó, đây là những cái mà tôi chia sẻ cho các bác để mà thấy rằng là chỉ riêng duy nhất một điều rằng là đến thời điểm hiện tại, tôi nhắc đi nhắc lại, đến thời điểm hiện tại khi mà tất cả những cái thông tin, những cái sức mạnh nó tập trung về Hồ Duy Hải thì tại sao đến giờ này Hồ Duy Hải vẫn chưa kêu oan? Đấy. Vẫn chưa mà đã kêu oan
thì không phải chỉ nó kêu rằng là tôi bị oan đâu. Các bác sẽ suy logic tâm lý rằng là ví dụ như là tôi mà là Hồ Duy Hải, tôi bị oan thật đúng không? Đấy, thì tôi sẽ kêu rằng tôi vẫn bị oan. Đến thời điểm này, ngày trước tôi còn sợ chứ bây giờ tôi không sợ nữa. Bây giờ tôi chỉ ho một phát kéo là cái anh giam giữ tôi là cái anh phải sợ rồi. Đấy. Và khi mà tôi đã bị oan như thế thì tôi sẽ bằng mọi cách để tôi kêu oan. Và tôi sẽ phải chỉ ra rằng là a, điều tra này là đánh tôi, điều tra này là mớm cung, điều tra này là gây sức mạnh tâm lý cho tôi. Đấy. Điều tra này suốt ngày dọa tôi rằng là sẽ bắt mẹ tôi, bắt em gái tôi, bắt nó kia để mà tôi kêu oan ra, để mà tôi phải khai nhận. Đấy là ngày xưa, đúng không? Đấy, hiện tại tôi sẽ khai đầy đủ những cái thứ như thế. Đấy. Rồi rằng là ngày hôm đấy là tôi đi về nhà ngủ, tôi không có bằng chứng thật. Đấy, còn tôi nhầm cái việc mà rằng là ngày nhầm cái việc đi đám ma nó kia. Đấy. Nhắc lại cái vụ đi đám ma thì mới thấy rằng là các anh đưa lên cái lời khai của cái bút lục lời khai của anh Hồ Duy Hải đấy. Nhưng bản thân rất nhiều người nhá, nhưng tôi đố các bác rằng là các anh Trương Châu Hữu Danh, anh Thắng Sói, hay là những cái anh, hay là thậm chí là cả mẹ và chị em gái của Hồ Duy Hải và anh luật sư Trần Hồng Phong đã về xác minh ở trong cái lời khai đó chưa? Nghĩa là bản thân họ tự đi xác minh chứ không phải là cơ quan điều tra. Khi họ xác minh rồi thì họ vặn cơ quan điều tra cực kỳ dễ dàng. Cái việc này tôi đã đi xác minh và tôi thấy rằng là Hồ Duy Hải nó chỉ nhớ nhầm thôi. Ví dụ vậy. Nó chỉ là thanh niên 23 tuổi, nó sợ quá, nó nhớ nhầm. Thì các anh đi xác minh được chứ. Bao nhiêu con người như thế, phải liệt kê ra đến phải chục con người. Đúng không ạ? Gặp anh này uống rượu với anh này, gặp bác kia chào bác kia. Nhưng mà không nhá. Các anh ấy đưa lên thôi, các anh đưa lên. Giả như này, bọn tôi hay trêu trêu làm truyền thông, nó gọi là ném cục xương cho mọi người tranh nhau. Đấy. Thì anh đưa lên thôi, nhưng các anh không bao giờ các anh đi xác minh cái việc đó. Hoặc có đi xác minh nhưng mà cái thông tin đấy nó gây bất lợi cho chính những cái mục đích của họ. Chính là những cái mục đích của anh Hữu Danh, anh Thắng Sói, anh luật sư Trần Hồng Phong. Nên các anh ấy chỉ đưa lên thôi. Đấy. Sau đó rằng là mặc dù có đi xác minh rồi hay cái gì đấy, tôi không biết, nhưng sẽ không đưa lên những cái phần sau nữa, là bởi vì nó bị tranh cãi về mục đích. Con người ta luôn luôn có một cái tiêu chí rằng là chỉ nói những cái điều có lợi về mình. Đấy. Mặc dù có những cái sự thật nhưng nó bất lợi cho mình thì mình sẽ không nói ra, mình sẽ không chia sẻ ra. Thì cái việc đấy ngay cả cơ quan điều tra bên tòa án hay viện kiểm sát đấy cũ, lẫn là cái bên của luật sư, họ cũng đều như vậy cả. Họ chỉ làm những cái điều có lợi cho mình, đưa ra những thông tin có lợi cho mình. Thế cho nên ấy, bằng một cái đầu lạnh, một cái đầu gọi là tư duy logic, một cái đầu mà không bị chi phối bởi cảm xúc, thì các bạn sẽ nhìn ra được những mâu thuẫn. Còn nếu một cái đầu nó đầy, nó gọi là đầy những cái thứ gọi là định kiến, thành kiến, rồi những trái tim đầy cảm xúc, thì đảm bảo rằng là các bạn không bao giờ nhìn ra được những cái mâu thuẫn thiếu logic của từ phía của theo suy nghĩ của các bạn. Đã xác định rằng là Hồ Duy Hải vô tội thì các bạn chỉ luôn luôn nhìn vào những cái chứng cứ mà Hồ Duy Hải nó chứng minh rằng Hồ Duy Hải gọi là không có mặt tại hiện trường hay vô tội đâu, và bảo vệ cái điều đấy mặc dù nó thiếu logic, nhưng mà đã chứng minh Hồ Duy Hải có tội thì như cơ quan điều tra ấy, để bỏ hết tất cả những bút lục và chứng minh Hồ Duy Hải có khả năng không có mặt tại hiện trường đi. Đấy là những cái điều mà cơ quan chứng công tố điều tra này. Thì nó cũng như nhau cả thôi, về bản chất thì vẫn như nhau. Đấy. Mặc dù nó có thể hai chỉ hướng đối nhau, nhưng về bản chất thì vẫn như nhau. Vì hai có đối tượng đấy là tội đánh giá giống như nhau cả. Mỗi tội là họ chiến đấu về hai phía. Một bên phía thì nó sẽ được công luận chú ý hơn. Đấy. Thế cho nên ấy, phải chiến đấu về một cái thứ gì đấy nó quy chuẩn chặt chẽ. Rằng là cơ quan điều tra nó phải là giam giữ các thứ, là phải giam giữ cái độc lập, không phụ thuộc vào cơ quan cảnh sát điều tra nữa. Rồi là phải sửa một số luật, cải cách lại. Đấy. Rồi là suy đoán vô tội là như thế nào, phải định nghĩa thật rõ, chứ không phải là một hai cái từ chung chung của trong luật như thế nữa. Rồi chúng ta phải định nghĩa thật rõ ra. Rồi chúng ta cũng phải định nghĩa, phải phân loại thế nào là sai sót, thế nào là vi phạm và thế nào là vi phạm nghiêm trọng. Hiện nay ở trong bộ luật tố tụng hình sự ấy, nó chỉ có một cái từ ấy, là vi phạm nghiêm trọng thì chúng ta mới điều tra lại. Nhưng vấn đề ở chỗ là người ta không nói rằng cái vi phạm nghiêm trọng như thế nào. Và cái việc mà cho nên là một số người làm luật ấy, một số người ở trên chỗ 17 vị chánh án kia, đấy, các vị ấy bảo rằng là dưới vi phạm nghiêm trọng, suy luận rằng là dưới vi phạm nghiêm trọng thì còn có vi phạm, rồi còn có sai sót nữa, và các vị ấy nói luôn đấy là sai sót. Đấy. Thì
có cãi bằng rời, đúng không ạ? Đấy là quyền nhận định của họ. Bởi vì không quy định rõ thì bây giờ chúng ta phải quy định rõ lại để mọi người lần sau cứ làm theo cho nó chuẩn chỉnh thôi. Thì đấy là cải cách tư pháp chứ là còn là gì nữa. Nhưng đầu tiên cải cách là cải cách ở trong này là cái tư duy điều tra, tư duy làm luật, tư duy suy diễn luật nó như thế nào thì nó sẽ phải, đó phải triển khai được tới. Và là những người như anh Lê Minh Trí là những người đi đầu trong cái việc đó. Thì video clip của tôi là đến đây là kết thúc. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, và quý vị và các bạn nào mà tư duy mà có câu hỏi gì thì có thể là comment ở bên dưới, và thậm chí là những cái câu hỏi của tôi thì các bạn có thể vào thẳng Facebook của những cái anh mà tôi nói mà hỏi họ trực tiếp xem là thời điểm như thế này tại sao là Hồ Duy Hải vẫn chưa kêu oan. Đấy, chưa kêu oan lần thứ 26 chẳng hạn, bằng bản hai lần thứ 26 chẳng hạn đó, ví dụ vậy. Thì đây là các bạn sẽ phải mô tả, và khi kêu oan thì tại sao là chỉ mỗi câu tôi bị oan thôi mà không mô tả cụ thể chi tiết rằng là mình như thế nào, làm thế nào. Bây giờ ví dụ một người bình thường có thể không nhớ ra cái ngày 2 tháng trước, nhưng cho 12 năm chỉ để nhớ lại ngày hôm đó thôi, tôi đảm bảo rằng là sau 12 năm thì từng chi tiết nó rõ ra một một. Đấy, đúng không ạ? Bởi vì nó ảnh hưởng đến cả đời sống của mình thì kiểu gì phải nhớ ra nếu mà bị oan thật. Thì đấy là cái mẹo nhỏ để mà tôi để cho các bác rằng là tự đi tìm hiểu sự thật đó, bằng cái câu hỏi của mình, thì lúc đấy các bác mới thấy rằng là nó lộ ra nhiều thứ đó. Thì video của tôi kết thúc tại đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn.